chúng ta có thể dự phòng được sỏi đường tiểu ở trẻ em? Thực ra đây là cái bài cái liên quan đến trẻ em, nhưng mà ở người lớn thì nó cũng giống tương tự thôi. Những cái bước mà chúng ta cần lưu ý đó thì chúng ta sẽ thấy những cái bước đi nó cũng giống như ở người lớn thôi. Thì về cái sỏi đường niệu á, thì chúng ta biết đó là cái tần suất nó chiếm khoảng 10-15%, và ở người lớn nhiều hơn ở trẻ em, từ 20-40 lần nhiều hơn ở trẻ em. Mà nếu mà nói về sỏi á, thì trẻ trai hay trẻ gái gì cũng giống như nhau hết. Ở người lớn các anh chị sẽ thấy một cái sự khác biệt hơn á, là đàn ông bị nhiều hơn đàn bà. Đó là một cái về tần suất. Thì những cái nguyên nhân á, nó sẽ được phát hiện từ trong 75-85% các trường hợp. Hồi đó giờ chúng ta ít khi, ví dụ như bị sỏi thì chúng ta ít khi để ý đến nguyên nhân lắm. Sau đó chúng ta tán sỏi xong á, thì nó có thể là nó hết, có thể là nó tái phát. Nhưng mà các anh chị thấy rằng là đa số nó có nguyên nhân và chúng ta nên đi tìm nguyên nhân. Thì ở trẻ em, cái nguyên nhân đầu tiên mà đứng nhiều nhất đó là bất thường chuyển hóa ở trẻ em. Và kế đến mới là nhiễm trùng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Và kế đến nữa mới là những cái dị dạng đường niệu. Do đó các anh chị nhớ đây là gì? Nguyên nhân đứng nhiều nhất đó là bất thường chuyển hóa. Cái nguyên nhân ở trẻ em nó hơi khác ở người lớn, là tại vì ở cái vai trò của người lớn, vai trò của dinh dưỡng nó là chủ yếu. Ví dụ như sỏi ở người lớn, người ta đã chứng minh rằng là ở người lớn béo phì bị nhiều hơn. Tiểu đường, bệnh gút, tất cả những cái bệnh lý người lớn đó thì nó làm cho hình thành sỏi nhiều hơn. Đó là nó khác nhau một chút xíu ở chỗ đó. Chứ đa phần hầu như các anh chị sẽ thấy nó rất là giống nhau. Kế đến về sinh lý bệnh học tôi nói ngắn thôi. Cơ chế hình thành sỏi thì nó qua những cái giai đoạn là cái chất mà nó gây sỏi đó, nó tăng nồng độ cái chất đó ở trong nước tiểu. Vì lý do nào đó nó tăng một cái nồng độ cái chất đó. Cái chất đó là những gì, chút nữa chúng ta sẽ thấy canxi, oxalat hay cái gì đó. Thì nó tăng cái chất đó vì lý do gì đó ha, mà chút nữa chúng ta sẽ hiểu. Và khi mà nó tăng cái nồng độ đó trong nước tiểu, nó sẽ hình thành những cái tinh thể. Những cái tinh thể đó to ra, những cái tinh thể đó nó kết tụ lại, nó bị giữ lại và nó làm cho cái sỏi ngày càng tăng kích thước lên. Đó là về cái cơ chế hình thành sỏi. Thì cái đặc điểm mà các anh chị nghe nói đó, mỗi lần mà chúng ta thấy sỏi mà do nhiễm trùng á, nhiễm trùng hay bị sỏi lắm thì sao? Nó dài dòng lắm, nhưng mà các anh chị chỉ cần nhớ như sau, đây là cái quá trình chu trình chuyển hóa. Thì những con vi trùng á, mà nó gây nhiễm trùng tiểu đó, nó thường nó bài tiết ra một cái men đó là men urease. Nó đi qua những cái chuỗi phản ứng ha, để mà nó thành lập cái chất này. Nó là cái hỗn hợp của magnesium, ammonium và phosphate. Nói chung cái hỗn hợp này á, người ta gọi tắt đó là SCOVID. Thì là khi mà chúng ta tìm thấy cái sỏi mà do cái SCOVID này đó, thì chắc chắn là do nhiễm trùng. Nó đặc điểm gì đó, mỗi cái loại sỏi nó phản ảnh lên được cái nguyên nhân của nó. Và nếu trong trường hợp mà có tăng acid uric ở trong máu đó, thì khi đó chúng ta sẽ có loại sỏi này, uric ammonium. Thì khi đó là cơ chế mà các anh chị nắm thôi, là các anh chị nắm là cái men ở từ con vi trùng nó bài tiết ra men urease, nó qua một số những cái chuỗi phản ứng để nó tạo cái sỏi do nhiễm trùng, đó là SCOVID. Ở trong cái câu lượng giá, một trong câu lượng giá cái này ha, đó là một câu. Kế đến á, thì á, về lâm sàng chúng ta hỏi bệnh, cái phần mà mình hỏi bệnh á, nó là rất là quan trọng, và chúng ta tập trung vào những cái gì. Ví dụ như về tiền sử, chúng ta sẽ tập trung là bệnh nhân có những cái bệnh trước đây hay không. Ở trẻ em chúng ta biết rằng là nó có cái chẩn đoán trước sanh ha. Do đó mà nếu mà người ta nói à lúc mà bà mẹ trước sanh á, mà thấy những cái hình ảnh gì ở trong bào thai, thì khi đó chúng ta sẽ hướng một chút xíu trong cái lĩnh vực là những cái bệnh lý đường niệu đó. Kế đến bệnh nhân có những cái tiền căn nhiễm khuẩn đường niệu hay không, hoặc là có những cái tổn thương ngoài thận nào hay không. Chúng ta hỏi kỹ triệu chứng uống nhiều, tiểu nhiều có hay không. Và cái đặc biệt đó là cái thói quen và lối sống. Bệnh nhân có ít cử động, bất động, ít có vận động, uống ít nước,
uống quá nhiều sữa, chế độ ăn nhiều muối, ăn mặn quá đó các anh chị, cơ chế ăn muối quá nhiều nè, ăn đường quá nhiều nè, ăn đạm động vật quá nhiều, tất cả những cái này bây giờ người ta chứng minh rằng là nó làm tăng cái canxi niệu hết rồi. Cho nên một cái chế độ ăn bây giờ ở những nước tiên tiến người ta đã giảm hết những cái khẩu phần muối, đường. Trong cái khẩu phần ăn người lớn mình thì giảm cái đạm động vật, ở trẻ con thì cái việc giảm đạm động vật thì còn gọi là chưa khuyến cáo, tại đứa nhỏ nó cần lớn lên, chứ người lớn mình những cái này là phải giảm hết. Đó là những cái thói quen lối sống nó hình thành sỏi nó rất là nhiều, hoặc là bệnh nhân dùng quá nhiều vitamin C ha, hoặc là nhiều vitamin D, những cái mà chỉ định mà vitamin D này kia đó, mà nếu mà không đúng chỉ định á, uống quá nhiều á, thì nó sẽ hình thành sỏi rất là nhiều. Nhất là chút nữa chúng ta sẽ thấy một số loại thuốc cũng có thể gây sỏi. Trong cái hỏi bệnh chúng ta làm sao hỏi được những cái chi tiết này. Và triệu chứng lâm sàng á, thì ở trẻ nhỏ nó không có điển hình, nó có thể tiểu máu, nó có thể tiểu khó, hoặc là những cái triệu chứng về nhiễm khuẩn, nhiễm trùng tiểu đó, hoặc có khi nó tiểu ra sỏi. Nhưng đa phần á, thì đứa trẻ nó đau bụng và nó có nôn ói, nó đau bụng và nó nôn ói. Thường đó là những cái triệu chứng ở trẻ con. Ở trẻ sơ sinh, nhũ nhi á, thì chúng ta thấy gì? Đôi lúc á, người nhà mang lại cho chúng ta cái tã. Trong cái tã đó chúng ta thấy nó có cái màu cam, có những cái tinh thể màu cam. Những cái tinh thể đó coi chừng, đó là acid uric đó các anh chị. Và hoặc là chúng ta thấy những cái tinh thể giống như hạt cát đó. Thì nếu mà chúng ta lưu ý, đôi lúc người nhà sẽ cầm cái tã đến đưa cho các anh chị, không biết bác sĩ ơi sao con tôi hôm nay trên tã tôi thấy những cái màu cam nè, người ta cầm mình nhìn đó, thì mình phải nghĩ đến coi chừng đó là cái acid uric đó. Nó như vậy, khi triệu chứng mình không có nghĩ đến, mình cứ nghĩ là sỏi ở người lớn nhiều, không có trẻ em, nhưng mà không, ở trẻ em như chúng ta đã thấy cũng có, nhưng mà nó ít hơn ở người lớn thôi. Ở mọi lứa tuổi, người lớn trẻ em gì, sỏi cũng là biểu hiện hoặc là biến chứng của dị dạng đường tiết niệu ở mọi lứa tuổi. Và đa số là không có triệu chứng và được tình cờ phát hiện. Đa số là khi chúng ta làm siêu âm gì đó, gì đó, cái bệnh khác, chúng ta thấy cái sỏi. Đa số là tình cờ phát hiện 15-40%, cho đến khi nó có những cái dấu hiệu đau dữ dội thì lúc đó đã vào cái cơn đau bảo thận rồi. Cho nên là thường nó nằm âm ỉ ỉ đó, không có triệu chứng. Ở trẻ em đặc biệt, chúng ta cần đánh giá sự phát triển thể chất, cân nặng, chiều cao, như tôi nhắc hoài ha, ở trẻ em nó rất là quan trọng để giúp chúng ta cùng tổng hợp để đưa ra chẩn đoán. Một số trường hợp chúng ta cần đến những cái dấu hiệu của tuổi xương. Chút nữa cái lưu đồ chúng ta sẽ đi và các anh chị sẽ thấy khi nào chúng ta chỉ định. Chúng ta lưu ý những dấu hiệu ngoài thận, ngoài cái sỏi đó, nó có những cái dấu hiệu nào khác hay không, và xem bệnh nhân cái thể tích nước tiểu của bệnh nhân là bao nhiêu đó. Thì mấy cái này là trong cái triệu chứng lâm sàng chúng ta cố gắng để ý đến những cái đặc điểm như vậy. Dấu hiệu kinh điển của cơn đau bảo thận thì đây tất cả chúng ta đều biết hết ha, ngay ở người lớn, ở trẻ em thì cũng đều giống nhau. Nó đau dữ dội, kịch phát, nó gây rất là lo lắng, bệnh nhân rất là bức rứt. Thường nó đau một bên, thường đau vùng hông, lan xuống bẹn. Và người ta thấy rằng là đặc biệt á, cơn đau có thể khởi phát khi đi du lịch. Bình thường nó không đau, đến khi đi du lịch nó đau, có thể là do đi rồi uống nước ít, rồi đi tiểu ít, rồi lúc đó rồi ra nắng nhiều, vân vân đó. Thì người ta thấy là lúc đó thì nó lại xảy ra như vậy. Thì cái cơn đau này thì nó giống như tất cả mọi khi, ở người lớn cũng tương tự. Tiểu máu đại thể hoặc là vi thể ha, bệnh nhân có thể như vậy. Và dấu hiệu tại bàng quang thì có thể tiểu lắt nhắt, cảm giác muốn đi tiểu, tương tự giống như một cái nhiễm trùng tiểu. Ở đường tiêu hóa thì các anh chị có thể có thấy những cái dấu hiệu buồn nôn, nôn và bón. Đó là những cái dấu hiệu kinh điển. Xét nghiệm nước tiểu, ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái gì? Thông thường thì chúng ta làm mấy cái này là chúng ta đã làm thông thường hết rồi.
Nhưng cái vấn đề tôi muốn lưu ý chúng ta đó là các anh chị xem cái pH nước tiểu. Khi các anh chị làm cái tổng phân tích nước tiểu đó, trên cái nước tiểu 10 thông số, các anh chị nhìn cái pH. Cái bình thường á, là pH, chút nữa chúng ta sẽ có chỉ số bình thường ha, nó phải trên 5,3, nó phải dưới 6,5. Nếu pH nước tiểu mà nó thấp, nó acid, thì khi đó coi chừng đó là cái sỏi urat, cystine hoặc là xanthine. Nếu các anh chị đọc trên cái 10 thông số đó, thấy pH tăng trên 6,5, coi chừng đó là sỏi phosphate hoặc là magie phosphate, ammonium phosphate. Ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây, khi chúng ta đọc một cái tổng phân tích nước tiểu thành một cái thói quen, chúng ta liếc nhìn cái pH. Nếu bệnh nhân có một cái pH acid, coi chừng nó sẽ hình thành sỏi. Ngược lại, pH tăng kiềm hơn, coi chừng hình thành sỏi. Còn chính giữa thì cái khả năng bệnh nhân ít bị hơn. Đó. Thì đó giờ chúng ta cũng ít khi cái thói quen đọc một cái tổng phân tích mà để ý đến cái pH. Thì giờ chúng ta bắt đầu hiểu nó và chúng ta sẽ để ý nhiều hơn. Ngoài cái tổng phân tích nước tiểu, chúng ta sẽ xem xét nghiệm tế bào học để chúng ta đánh giá, ví dụ như bệnh nhân đến với mình vì tiểu máu ha, để mình xem nó do cầu thận hay không do cầu thận. Thì không do cầu thận, trong cái sỏi đó thì hình dạng hồng cầu nó không có biến dạng. Mình nhìn cái hình dạng nó không biến dạng. Và sâu hơn chút xíu, MCV hồng cầu trong nước tiểu nó bằng MCV hồng cầu trong máu. Này thì cái bài tiểu máu ở trẻ em tôi có nói rất là nhiều trong cái bài này. Nhưng mà thực ra trên thực tế các anh chị không có, chỉ có chuyên khoa sâu người ta sẽ làm cái xét nghiệm này. Nói chung cái hình dạng hồng cầu biến dạng thì là nguyên nhân cầu thận. Còn không biến dạng, không do cầu thận. Mình có thể có những cái xét nghiệm đơn giản như vậy. Và nếu có thể được, chúng ta làm những cái xét nghiệm vi trùng học. Nếu có thể được, và nếu mà nghĩ đến nhiễm trùng tiểu thì đương nhiên là cố gắng có được cho bằng được cái nước tiểu. Cái lĩnh vực, trong lĩnh vực về cận lâm sàng, về hình thái học của sỏi á, cái này là ít khi chúng ta làm nè. Khi bệnh nhân mình nghi ngờ sỏi hoặc là người ta đã tiểu ra cục sỏi rồi, cái tốt nhất của mình đó là làm sao mình lấy nước tiểu và mình lọc nó qua một cái miếng vải á các anh chị, cho bệnh đổ nước tiểu bệnh nhân lên trên đó, chứ anh chị sẽ hứng được cái cặn, chúng chị sẽ hứng được cái cặn, hoặc là trên một cái bông gòn chẳng hạn. Cái đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều, tại vì khi đó chúng ta sẽ lấy được những cái mảnh vụn. Mà khi đó nếu các anh chị muốn biết nguyên nhân để mà dự phòng, để mà điều trị về sau này, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Tại vì mỗi loại mình có cái cách xử trí khác nhau mà, mỗi loại sỏi mình xử trí khác nhau. Nếu chúng ta cố gắng giữ được nước tiểu để lấy những cái mảnh vụn đó về phân tích được á, thì nó rất là tốt. Các anh chị sẽ thấy nó dễ dàng quá cái vấn đề điều trị của mình. Nhưng mà trên thực tế á, tại vì chúng ta thứ nhất là không để ý để mà lọc á, để hứng nước tiểu để lọc nó. Cái thứ hai, chưa có thành cái thói quen đó. Và kế đến, trong cái xét nghiệm hình thái đó, chúng ta sẽ khảo sát các tinh thể. Khi mà chúng ta lấy cái mảnh vụn đó rồi đó, thì chúng ta sẽ coi cái thành phần nó là cái gì trên những cái mảnh vụn mà chúng ta lọc được đó. Ngoài cái xét nghiệm hình thái thì chúng ta có thể làm siêu âm ha. Siêu âm là cái chẩn đoán rất là chính xác các anh chị ha. Hoặc là chụp bằng qua, chụp bụng không sửa soạn. 90% sỏi cản quang. Thí dụ như các anh chị thấy sỏi được trong cái chụp bụng không sửa soạn thì các anh chị cũng hướng đến cái nguyên nhân rồi. Canxi, sỏi canxi. Magnesium, ammonium phosphate hoặc cystine. Còn những cái sỏi urat thì thường nó không cản quang. Do đó đa số là sỏi canxi, cho nên đa số nó cản quang đó. Thì nếu mà vẫn có sỏi mà nói ủa tôi chụp bụng không sửa soạn không thấy sỏi, thì tại vì đó là sỏi urat hoặc là sỏi xanthine, mình chụp nó lên nó không thấy được đó. Còn chụp CT thì khi nào hiếm quả hơn ha, thì nó chính xác đối với những cái sỏi rất là nhỏ, hoặc là ở những cái vị trí mà siêu âm mình không có siêu âm tới được, thì khi đó chúng ta chỉ định. Nói chung trong những cái xét nghiệm cận lâm sàng về hình ảnh học đó,
cái siêu âm nó giúp cho chúng ta cái hướng chẩn đoán tốt nhất thì mình sẽ thấy nó dễ lắm. Còn chụp này thì đôi lúc các anh chị sẽ không thấy được cái sỏi trên cái chụp không sửa soạn. Câu thứ hai ha, thì làm lượng giá. Thì khi chúng ta nãy tôi nói khi chúng ta lấy những mảnh vụn và chúng ta soi dưới cái đèn hồng ngoại đó, thì nếu mà là oxalat canxi thì các anh chị sẽ thấy những cái tinh thể nó như thế này, urat hình ảnh nó như thế này, suvit nhiễm trùng nó là những cái khối to lớn như thế này, cái sỏi đó mình thấy người ta sẽ kết luận được cho các anh chị á, cystine nó là những cái hình ảnh, những cái khối vuông như những cái hình ảnh như vậy. Thì để người ta thấy rằng là mỗi loại sỏi do một cái tinh thể khác nhau, mỗi loại tinh thể chúng ta nếu mà phân tích sâu biết được nó là cái loại nào, từ đó chút nữa các anh chị sẽ thấy hướng dự phòng nó sẽ dựa vào nếu chúng ta biết được nguyên nhân rõ. Tất nhiên có những cách khác. Đó là một cái số nét. Bây giờ tôi muốn đến cái phần chẩn đoán nguyên nhân. Đây là cái phần mà đó giờ nó rất là khó khăn. Các anh chị thấy ha, cái tấm hình này, cái thận nè, nó giác mấy cục sỏi nè. Muốn chẩn đoán nguyên nhân của sỏi nó là một cái vấn đề nan giải, rất là mệt mỏi, thở phì phào ra anh chịu hết nổi. Đó là như vậy, cũng như mình thôi. Các bác sĩ mình thực ra nếu cố gắng theo chút xíu cái bài này thì các anh chị sẽ thấy các anh chị chẩn đoán nguyên nhân rất là dễ, không có khó đâu các anh chị. Và bây giờ chẩn đoán như nãy tôi nói dựa vào thành phần của sỏi. Nếu mà chúng ta có được cái xét nghiệm này, như nãy tôi nói các anh chị đã lấy được cái tinh thể đó, thì các anh chị đi về hướng này. Tất nhiên là không có dễ dàng cho các anh chị để có cái tinh thể. Mà nếu có được như nãy giờ tôi nói các anh chị làm á, mà có được á, thì khi đó hễ mà ra thu viết thì chắc chắn đó là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Tỷ lệ trong các bệnh sỏi 13%. Nếu các anh chị thấy tinh thể đó là calcium ha, hồi nãy chúng ta thấy mà calcium phosphate, thì chắc chắn cái bệnh liên quan đó là tăng canxi niệu. Calcium tăng canxi niệu. Trong cái nhóm này tương tự ha, tăng oxalat niệu tới đây. Mấy cái này ít hơn, các anh chị gặp nó ít hơn. Các anh chị thấy tỷ lệ mắc thì anh chị thấy như sao? Nhóm calcium nhiều nhất, tăng canxi niệu chiếm nhiều nhất nguyên cả cái nhóm này. Nhưng hầu như là tăng canxi niệu chiếm vị trí như là cao nhiều, tần suất nhiều nhất. Kế đến nó mới là cái nhiễm trùng. Đó. Thì trong tất cả những guidelines bây giờ người ta nói nếu chúng ta không xác định được tinh thể, không xác định được nguyên nhân, mà thường là đa số các trường hợp của chúng ta đó, thì chúng ta phải nghĩ đến tăng canxi niệu đầu tiên do cái xác suất nó cao nhất nếu trong trường hợp chúng ta không xác định được. Nhưng mà tất nhiên lần lượt các anh chị nếu bám theo cái lưu đồ này các anh chị sẽ xác định được. Chúng ta đi tiếp ha các anh chị. Nếu các anh chị có tinh thể, các anh chị hướng dựa vào cái bảng này. Trong những tình huống nghi ngờ nguyên nhân do chuyển hóa mà các anh chị lúng túng không có được tinh thể, thì các anh chị chỉ định những cái xét nghiệm kế đến như sau. Để muốn như vậy, các anh chị tất nhiên tinh thể thì dễ rồi ha. Các anh chị sẽ xem cái pH nước tiểu như nãy tôi nói. Bình thường, đây là tôi cho trị số bình thường. Hễ các anh chị thấy nó bất thường thì chúng ta đi tiếp. Còn nếu bình thường nó phải nằm trong những cái giới hạn như vậy. Đầu tiên các anh chị sẽ cho cái pH nước tiểu. Kế đến các anh chị cho calcium trên creatinine. Nó có những chuẩn hết. Người lớn cũng có chuẩn, trẻ con cũng có chuẩn hết. Không cần nhớ để làm gì. Mở sách ra ha, không cần nhớ. Calcium trong nước tiểu nha các anh chị, chứ không phải trong máu. Citrate trên creatinine. Oxalate trên creatinine. Tất cả những cái này là sinh hóa nước tiểu. Acid uric nước tiểu, vân vân. Mấy cái sau thì nó ít hơn, cystine nó rất là ít, nhưng mà cứ để là tại vì đôi lúc mình rơi trúng nó thì sao. Thì nói chung á, trong sinh hóa nước tiểu chúng ta sẽ làm một số những cái xét nghiệm như vậy trong nước tiểu. Và trong sinh hóa máu các anh chị làm calcium, phosphate, magnesium, acid uric và creatinine máu, nếu có thể được sinh hóa máu. Trị số bình thường
các anh chị tham khảo kế bên. Nghi ngờ nguyên nhân chuyển hóa, các anh chị cho những cái xét nghiệm như vậy đi. Thông thường nó ra liền à, calcium nó ra liền lập tức à các anh chị ơi. Nó chiếm vị trí nhiều nhất, chưa cần thử mấy cái kia đã thấy nó hiện lên rồi. Cái nhóm này nè. Đó, nó như vậy. Thì các anh chị sẽ chỉ định những xét nghiệm như vậy ha, xem nó có bất thường hay không và chúng ta sẽ đi tiếp. Đây là chỉ số creatinine bình thường ở trẻ con, nãy tôi để ở đây ha các anh chị. Creatinine tùy lứa tuổi. Ở trẻ em nó có hơi khác người lớn, người lớn mình có một chỉ số thôi, trẻ con mình phải dựa vô cái lứa tuổi. Tất nhiên ở người lớn thì nó có cái tài liệu tham khảo, chút nữa tôi sẽ để cho phía sau cho các anh chị đó. Thì trong những nguyên nhân của sỏi như chúng ta thấy, bất thường chuyển hóa nhiều nhất chiếm 50%, nhiễm trùng 20-25%, dị dạng bẩm sinh 10-25%. Do đó mà nếu mà trong những cái trường hợp nào các anh chị thấy nguyên nhân chuyển hóa nhiều nhất ở trẻ con, đây là câu hỏi thứ ba ha, nếu mà chúng ta đánh ngay đây. Và nguyên nhân chuyển hóa trong đó các anh chị thấy gì? Tăng canxi niệu vị trí cao nhất, kế đến mới là tăng oxalat niệu, những cái còn lại ít hơn. Chủ yếu là thường là các anh chị sẽ rơi trúng cái này nhiều nhất. Còn lại các anh chị sẽ, nếu mà ấy ha, mình làm, nếu mình thấy cái nào mà nó bất thường đó, chỉ số bất thường đó là nó đó. Mình có cái chỉ số bình thường thì mình cứ thấy bất thường mà trong nước tiểu, cái này là mình đo trong nước tiểu mà giờ mấy phòng xét nghiệm lớn người ta làm được hết rồi, chứ đâu phải khó đâu, cái này mình làm được hết rồi. Trong cái nhóm chuyển hóa nó có cái đặc biệt để nói về thời sự, đó là ngộ độc chất melamin nè. Thì trước đây các anh chị thấy gì? Thấy ở bên Trung Quốc người ta cho mấy đứa nhỏ uống sữa đó, các anh chị nhớ không, hàng loạt đó. Thì người ta cho vào năm 2007-2008, bên Trung Quốc người ta cho cái chất melamin nè, là cái cyanure hả, vào trong sữa. Cái chất này nó không được phép sử dụng trong thức ăn người và gia súc, nhưng mà nó đưa vô sữa bột cho mấy trẻ con Trung Quốc vào tới thời điểm này. Do đó mấy đứa nhỏ sau đó nó bị nguy cơ sỏi thận, nó trọi trơn. Và có đến hơn 54.000 trẻ, 82% dưới 2 tuổi đã uống cái sữa có chất này. Thì các anh chị nhớ cái đợt đó đó, báo chí đăng quá trời cái này đó, cái thông tin này sau đó đã đăng tải trên cái báo Pediatric Nephrology, nghĩa là một trong những cái tạp chí quốc tế đáng tin cậy nhất trên thế giới. Và cái thông tin mà Trung Quốc đã đưa cái sữa này á, trong cái chất melamin, chất độc này đó, ở trong sữa của trẻ em đó, người ta đăng luôn trên báo quốc tế luôn á các anh chị, chứ không phải là mình nghe trên báo chí đài thì thông thường đâu đó. Thì trong những nguyên nhân chuyển hóa các anh chị, tóm lại nó có một số như vậy ha. Từ đây làm sao các anh chị biết, coi cái trong cái xét nghiệm nước tiểu như nãy tôi nói các anh chị đó, đi qua đây nè, nó không có bình thường á là nó đó. Nếu mà canxi trên creat nó bao nhiêu đây là nó bình thường, calcium trong nước tiểu nó bao nhiêu đây là nó bình thường, hễ mà nó vượt cái này là nó bất thường, nó dễ lắm chứ không khó đâu. Cơ khi mình không quen thì mình cứ nghĩ là khó, nhưng mà đi theo những cái bước này á, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ. Thì trong cái nhóm chuyển hóa đó, tăng canxi niệu là nhiều nhất ha các anh chị ha. Do đó mà người ta thấy trong dân số của mình nè, 3% không tìm được nguyên nhân, không có triệu chứng ở trong thời kỳ tuổi trẻ. Và sỏi nó được hình thành ở tuổi trưởng thành, nghĩa là người lớn các anh chị sẽ thấy sỏi rần rần đó, tăng sỏi canxi đó, các anh chị không tìm được nguyên nhân, vô căn trong 3% các trường hợp. Chúng ta có đi tìm chúng ta cũng tìm không được đâu. Nhưng cái yếu tố môi trường này chiếm vị trí nhiều nhất, người lớn trẻ con giống y chang nhau, nghĩa là gì? Mất nước ha, thiếu cung cấp nước, uống nước ít quá đó các anh chị. Khí hậu nắng nóng nè, mình đứng đây ha, mình đổ mồ hôi, mình đi ra đường đổ mồ hôi á, mà mình uống nước ít á, là coi chừng mình bị dễ bị sỏi lắm. Một chế độ ăn quá nhiều đạm động vật, nhiều muối, nhiều đường, người ta đã chứng minh rồi. Bởi vậy nãy tôi cứ nhắc lại các anh chị á, ở nước ngoài giờ mấy người bạn nước ngoài đi qua đây, người ta ăn với mình nè, mình đãi ăn các đoàn quốc tế nè, người ta thấy đường với muối là người ta sợ lắm, người ta không có ăn. Trong khi mình ăn thoải mái ha, mình cứ ăn mình thấy ủa sao mà Tây Tàu nó không ăn đó. Tại vì cái thông tin này đến với họ, họ sợ lắm, cho nên họ không có bỏ muối, mà không có đường vô trong cái nêm thức ăn đó, và đạm động vật nữa. Hoặc là khi mà
cung cấp quá nhiều vitamin D, calcium qua thức ăn. Cái khổ của mình á, chút nữa tôi sẽ cho những cái chuẩn cung cấp canxi D ở trẻ em như thế nào. Ở mình á, thì thấy nhỏ nó không có lớn bằng con người ta. Nó suy dinh dưỡng, nó không có phát triển to lắm. Đi khám cái các bác sĩ, thường các bác sĩ dinh dưỡng hay cho một đống vitamin D vô ha. Nó uống mà không có biết rằng là khi mà uống quá nhiều thì đó là cái yếu tố nguy cơ gây sỏi rất là cao. Khi uống vitamin D quá nhiều, hoặc là những bà mẹ mà cứ mong cho con mình thiệt to thiệt mập, con khỏe, con tròn mẹ khỏe vậy đó, thì cho uống sữa nhiều lắm các anh chị, uống sữa thiệt là nhiều vô hình dung trong sữa nó có quá nhiều calcium. Nếu chúng ta cho uống quá nhiều, nó có những cái nguy cơ nó như vậy. Mà đôi lúc do chính những người trong gia đình, những cha mẹ, người ta không biết đó, và người ta sẽ cho nhiều cho đứa nhỏ. Và một số do thuốc thì mình không nói gì ha. Những cái thuốc lợi tiểu, corticoid, lỡ phải uống thì mình phải nguy cơ là vậy thôi. Nhưng mà vitamin C có khi các bác sĩ cảm cúm cúm thì cứ cho vitamin C. Mà có người thì thích uống vitamin C nữa cho nó khỏe. Nguy cơ sỏi rất là cao ha. Cho nên là tương tự cũng vậy. Và những cái thuốc còn lại kết tinh trong nước tiểu là ceftriaxone, carbocephin mình hay dùng ha, amox ha. Những cái thuốc này cũng có thể gây sỏi, nó kết tủa trong nước tiểu. Những cái trường hợp còn lại thì nó hiếm họa hơn trong cái thực hành của chúng ta, nhưng mà để chúng ta biết những cái nuôi ăn tĩnh mạch, những cái bất động lâu ngày vân vân, đó là những cái cũng có. Những cái yếu tố môi trường nhiều lắm các anh chị, nhất là những yếu tố ban đầu. Nó do cái sự thiếu hiểu biết, và người ta cứ tưởng rằng là cứ cho nhiều vitamin D, cho uống sữa càng nhiều càng tốt, không được. Một đứa trẻ trên 1 tuổi, người ta đã giới hạn số lượng sữa bây giờ là phải không cho nó quá 600ml trong một ngày. Cho nó nhiều hơn là không tốt. Bù lại là một cái chế độ ăn đầy đủ những cái các chất ngoài sữa. Đó, anh chị biết như vậy. Mình đừng nghĩ, có nhiều bà mẹ đến với tôi cứ nói rằng là, cứ nghĩ rằng là như vậy là tốt, cho nên người ta cho rất là nhiều. Cho nên vô hình dung nó như vậy. Yếu tố môi trường ha các anh chị ha. Vô can 3%, môi trường nhiều nhất. Ở người lớn cũng tương tự. Nguyên nhân ở người lớn cũng tương tự. Và yếu tố di truyền ít hơn. Nó bao gồm những cái bệnh lý phức tạp các anh chị không cần nhớ, nhưng mà các anh chị biết rằng là một số bệnh nội tiết, những cái số bệnh cận của tuyến cận giáp nó dễ gây sỏi lắm đó. Còn lại những cái bệnh lý ống thận của chuyên khoa, cái đó nó rất là sâu. Nhưng mà cái nhóm mà tăng canxi do di truyền nó ít hơn, như do môi trường, do chúng ta cung cấp nè, là nhiều nhất. Đó là nguyên nhân chuyển hóa. Các anh chị nhớ, nguyên nhân chuyển hóa 3% vô căn. Cái thứ hai, đó là do môi trường, do chúng ta cung cấp nhiều quá, hoặc là bất động này kia nọ, uống nước ít quá. Đó là nguyên cả cái nhóm do môi trường. Và di truyền hiếm hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ hai, ba nguyên nhân chính các anh chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần nguyên nhân nhiễm trùng. Như nãy tôi đã nói, nguyên nhân nhiễm trùng nó chiếm 20-25%. Nó có thể nguyên phát hoặc là thứ phát ha. Và do vi khuẩn nó bài tiết ra men urease. Những con nào? Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococci. Những con này nè, nó bài tiết ra urease, và như vậy nó gây nhiễm trùng. Nếu chúng ta phân tích thì nãy có nói đó, nhiễm trùng thì cái thành phần sỏi đa số là Sclavit. Phần còn lại có mà ít hơn. Thường là cái tinh thể nó sẽ là Sclavit. Dị dạng bẩm sinh đường tiết niệu hiếm hơn 10-25%. Tại sao bị sỏi? Tại vì nó gây ứ nước tiểu, nó hình thành sỏi. Những cái bệnh thận hình móng ngựa ở người lớn các anh chị là bị sỏi nhiều lắm. Nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy mấy cái ca mà thận hình móng ngựa là bị sỏi rất là nhiều. Ở trẻ con thì nó có những cái hội chứng khúc nối. Nó nhìn tiểu, tôi nước tiểu, đó là thành sỏi này nè. Những cái gì mà nó thành sỏi đó là mình không có cho uống nước nhiều ra, cũng không nhiều, nó ứ lại thì để gì mình nó trong tiểu có thể đọc lại nó thành sỏi.
Do đó mà tôi vẫn nhớ những người thầy của tôi bị sỏi đó. Thầy tôi cứ nhắc tôi một câu, lúc nào cũng cố gắng giữ nước tiểu trong. Nước tiểu mình uống nước ít nè, mình đi tiểu ít nè, nước tiểu mình nó đục nè, chắc chắn dễ bị sỏi lắm. Còn lúc nào mình uống nhiều, đi tiểu nhiều á là mình không có bị sỏi đó. Cố gắng giữ nước tiểu mình lúc nào cũng cái màu trong hết á đó. Đó, ông dặn vậy đó. Đó, vậy. Đó thì đây là cái nguyên nhân trong cái nhóm bẩm sinh ha các anh chị ha. Chúng ta đã lướt qua ba nguyên nhân, nói tóm lại chuyển hóa, nhiễm trùng và bẩm sinh. Thì bây giờ làm sao hướng thăm dò trên thực tế thì các anh chị làm gì thực tế nè? Thì chúng ta khám lâm sàng, tất nhiên ha, chúng ta khám thiệt kỹ trên lâm sàng, phát triển thể chất của đứa nhỏ, đo thính lực, huyết áp, khám thần kinh vân vân, để tìm coi nó có cái bất thường nào khác hay không đó. Tiền căn thuốc, chế độ dinh dưỡng, tiền căn gia đình có sỏi hay không. Ở một số nước thì cái đồng huyết thống nó nhiều á, thì nó dễ bị sỏi trên cái nhóm đồng huyết thống, còn mình thì ít hơn. Cận lâm sàng, các anh chị xem lượng nước tiểu, hình thái học của sỏi nếu có thể được. Như nãy tôi nói á, ráng hứng cái cặn nếu có thể được. Tổng phân tích nước tiểu ha các anh chị ha, nhớ là nhìn cái pH. Cấy nước tiểu, trong nước tiểu các anh chị làm canxi trên creat trước đi, thường là nó đó, thường ra liền. Không thì sẽ chỉ định tiếp những cái này sau. Với đa số nó là cái sỏi canxi nhiều. Và trong máu thì các anh chị có thể làm cái dòng đồ bao gồm những cái xét nghiệm sinh hóa như trên ghi đây. Trong máu các anh chị sẽ chỉ định như vậy. Thì các anh chị sẽ làm những cái xét nghiệm như vậy. Nếu muốn nếu các anh chị tìm đi theo cái hướng tìm nguyên nhân, đây là những cái chỉ số trên 24 giờ. Calcium ở trẻ con bao nhiêu, oxalate bao nhiêu có hết rồi các anh chị. Và cái cách tính các anh chị tham khảo, tôi muốn các anh chị nhớ làm chi. Khi cần chúng ta mở ra, lúc nào nó có chỉ số bình thường hết. Nếu chúng ta lấy được nước tiểu 24 giờ. Nhưng bây giờ guideline mới, người ta đã ra được cái chỉ số bình thường trên một mẫu nước tiểu. Không cần lấy 24 giờ nữa. Tại vì đâu có dễ lấy 24 giờ ở trẻ nhỏ. Ở người lớn thì các anh chị có thể lấy được như dễ. Ở trẻ con mà kêu nó đi tiểu 24 giờ, nhất là mấy đứa nhỏ nhỏ mà giữ nước tiểu không có đơn giản. Do đó bây giờ người ta đã ra được những cái chỉ số bình thường của một mẫu nước tiểu, chừng 1cc, 2cc đủ rồi, không có cần nhiều 24 giờ. Và người ta đã ra được những cái chuẩn bình thường. Cái chuẩn bình thường để làm gì các anh chị? Thể mà các anh chị thấy ha, thí dụ như tôi nói calcium trên creat của đứa 2 đến 18 tuổi đi, nó phải dưới 0.2. Nếu các anh chị thấy nó trên 0.2, nó 0.3, 0.5, nó bất thường, coi chừng là nó đó, hướng về nó đi. Đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái đơn vị, nếu phòng xét nghiệm cho các anh chị milligram trên milligram thì các anh chị sẽ lấy cái chuẩn này. Nếu phòng xét nghiệm cho các anh chị millimol thì các anh chị sẽ lấy cái chuẩn này. Nghĩa là nó có cách đổi công thức tôi cho phía sau rồi để các anh chị tham khảo. Và mình chỉ dựa vô cái bình thường à. Hễ mà nó không có bình thường là nó bất thường là nó đó. Calcium trên creatinine à. Trong nước tiểu bây giờ mình làm mấy cái xét nghiệm này dễ lắm các anh chị, có hết á. Chứ hồi trước đây mình làm rất là khó. Và khi đó thì các anh chị sẽ tương tự đối với acid uric ha, và đối với cysteine. Chúng ta cứ làm và chúng ta cứ dựa vô cái bảng này và chúng ta xác nhận đó là cái gì. Chứ không có gì khó hết á. Khi mình cứ nói chẩn đoán khó quá, không có làm được. Thật ra nó không đúng. Nếu mà chúng ta cứ thấy những cái xét nghiệm này mình làm được hết rồi, suy nghĩ chút xíu coi cái bất thường như thế nào và chúng ta điều trị. Chút nữa chúng ta sẽ thấy cách điều trị nó hơi khác nhau để dự phòng không có bị và cũng không bị tái phát. Thì điều trị ngoại trú đa số là chúng ta đây dựa vào chống viêm, giảm đau và cung cấp, tăng cái cung cấp, uống nhiều nước ha. Chống viêm, giảm đau tốt nhất ibuprofen nè. Đừng uống liều ở trẻ em, ở đây, ở người lớn tương tự các anh chị. Nếu các anh chị có đọc cái bài sỏi thận trên online á thì các anh chị thấy tương tự luôn, của người lớn tương tự, không có khác, chỉ có cái là thuốc của người lớn, cái liều của người lớn thế thôi. Còn đây là liều của trẻ con, chúng ta vẫn dùng ibuprofen. Nhưng bên cạnh đó
cái nhiều nhất vẫn là cung cấp nước tiểu ha. Người lớn cũng tương tự, miễn sao người lớn phải uống thiệt nhiều nước, trên 2 lít đó, nó còn ở trẻ con lại gì. Các anh chị cho nó uống như thế nào để đạt được cái lượng nước tiểu trên từ 2 đến 30 lít mỗi ký một giờ trong cái điều trị cân cấp. Nếu các anh chị tính được mét vuông da thì tốt ha, nó có công thức ha, còn nếu không các anh chị kilo cũng được nữa, không sao hết. Đó. Cái này quan trọng lắm các anh chị. Mục tiêu điều trị sỏi thận đó là cung cấp nhiều nước, với điều kiện lượng nước tiểu cần đạt tối thiểu bao nhiêu đây? Câu hỏi số 5 hay số 4 vậy đó ha. Có nghĩa là các anh chị không dựa vào lượng nước đưa vào nhé, mà các anh chị phải dựa vào lượng nước tiểu. Các anh chị nhớ cái đó đi. Đó là cái chuẩn đó. Chứ mình nói uống 2 lít rưỡi, 3 lít ví dụ vậy đó, đâu có được đâu. Tại vì sao? Tại vì nó thoát qua mồ hôi mà. Trời nóng mình thoát ra mồ hôi rất là dữ. Cho nên muốn điều trị sỏi phải là lượng nước tiểu. Các anh chị nhớ cái đó. Đó, là như vậy. Đó là những cái cách điều trị ngoại trú. Thì như vậy khi nào chúng ta cho nhập viện? Khi các anh chị thấy ha, có nhiễm trùng à, có nhiễm trùng thì thôi mình đừng giữ, cho nhập viện đi. Bệnh nhân khai đó giờ tôi có thận à, thôi thôi đừng có giữ, nhập viện. Có tắc nghẽn đường niệu có nghĩa là gì? Ví dụ như mình làm bệnh viện quận ha, các anh chị làm siêu âm thấy giãn thận nè, giãn niệu quản nè, là tắc nghẽn, nó tắc dưới thì trên nó giãn ra, chuyển đi, chuyển đừng giữ. Còn nếu các anh chị không có cái này ha, thì các anh chị tiếp nè, chỉ định dùng đường tĩnh mạch trong trường hợp đau nhiều. Các anh chị cho uống á, như nãy tôi nói á, ibuprofen ha, các anh chị cho uống nước mà nó không hết đau, nó vẫn cứ đau, nhập viện đi, đừng có giữ để làm gì. Nó không, bệnh nhân vẫn đau nhiều không giảm, nhập viện. Bệnh nhân không uống được do ói nhiều, nhập viện. Đây là những chỉ định nhập viện. Và chúng ta đừng sợ giữ các anh chị. Nếu không có những chỉ định đó, các anh chị cứ giữ, các anh chị cứ giữ điều trị ngoại trú, không sao cả. Đừng sợ, miễn là bám chặt cái tiêu chuẩn này. Đó, tôi đi tiếp các anh chị ha. Bám chặt thì như vậy thì sao? Đi bệnh viện ta làm gì? Ở đây người ta sẽ cho thuốc chống viêm bằng đường chích, và có thể là người ta cho corticoid đường chích solimethol. Nếu mà chống chỉ định dùng những cái không phải là corticoid đó, thì ở bệnh viện ta sẽ làm vậy thôi. Nhưng mà mình giữ làm chi? Các anh chị chuyển bệnh viện đi. Và người ta có thể cho paracetamol đường tĩnh mạch các anh chị ha. Một số thì trên Ivan ta cho thêm morphine, tại vì ở các nước người ta được quyền dùng morphine, còn nước mình cái vấn đề sử dụng morphine nó bị gọi là chưa cho phép nhiều lắm, nó chưa cho phép. Cho nên đây là cái phác đồ tại bệnh viện, người ta làm gì người ta làm vậy đó, nó vậy thôi. Đó, còn mình làm gì, mình cho ibuprofen uống, mình cho uống và mình cho uống nhiều nước đó. Và chúng ta điều trị nội khoa là chúng ta nè, thì khi nào các anh chị, khi sỏi mới phát hiện dưới 10 mm, ví dụ như các anh chị làm siêu âm hoặc là người ta cầm tới người ta đưa bác sĩ ơi kết quả siêu âm cục sỏi của tôi là vậy đó, các anh chị coi ha, dưới 10 mm các anh chị giữ với điều kiện giảm đau với điều trị ban đầu của các anh chị đó, ibuprofen ha, và cho uống nước nhiều. Không dấu hiệu nhiễm trùng, mình thấy bệnh nhân vẫn tỉnh bơ không sao hết, mình mạnh dạn giữ bệnh nhân các anh chị, đừng sợ, đừng có sợ. Và chức năng thận tốt, bệnh nhân tiểu được tốt, không có vấn đề gì hết. Và những cái sỏi mà dưới 5 mm thường không cần điều trị, nó sẽ mất à, nó sẽ rơi, nó sẽ thoát qua được thôi, đừng có sợ. Cái vấn đề tại sao tôi hướng dẫn bài này là tại vì khi tôi ngồi khám ngoại trú á, rất là nhiều những cái thư trên mạng á, gửi đến trong cái nhóm của chúng tôi làm alo bác sĩ, thì giao lưu trực tuyến với bệnh nhân á, người ta hỏi lĩnh vực này rất là nhiều. Mà nếu như người ta hỏi mình á, nhất là chúng ta làm ngoại trú mà chúng ta không nắm được khi nào chúng ta chỉ định ngoại khoa, khi nào chúng ta chuyển, thì các anh chị biết không, nó đúng túng lắm á, mình sẽ rất là khó chịu á. Khi người ta hỏi mình mà mình không biết á, mình rất là khó chịu. Tôi hy vọng sau bài này các anh chị sẽ thấy dễ chịu vô cùng. Khi mà lỡ bệnh nhân có hỏi bây giờ sao bác sĩ, tôi có phải tán sỏi không, các anh chị sẽ trả lời dứt khoát được, rất là dễ, mà các anh chị sẽ tự tin mà trả lời được đó. Thì khi mà soạn xong mấy bài này, tôi nói thiệt với các anh chị, nhiều các bác sĩ đồng nghiệp có con bị ha, hoặc là bản thân bị gọi lại,
tôi gửi cái bài này về đọc đi. Rồi người ta gửi lại cho tôi, cảm ơn chị, lý do là giờ em thấy rõ hơn nhiều rồi, tôi tự điều trị được rồi. Nó là như vậy. Thì chúng ta đi tiếp các anh chị. Thì đó là cái nội khoa mà chúng ta có thể làm được. Khi nào chuyển ngoại khoa, có tắc nghẽn như nãy tôi nói các anh chị ha, nó có cái giãn gì trên siêu âm là các anh chị biết là như vậy, nghe nó đau, nó tắc nghẽn à, nó sẽ đau, nó không hết đau đâu. Nếu chúng ta cái thành phần sỏi là suvit đó chị anh chị, nếu mà mình giữ được á thì khi đó nên điều trị ngoại khoa. Là tại vì cái suvit á nó là nguy cơ nhiễm trùng tái phát, nó tái đi tái lại tái hoài, nó khó hết lắm đó. Chút nữa tôi sẽ cho các anh chị một cái ca lâm sàng điển hình luôn nữa, để thấy rằng là khi mà nhiễm trùng rồi á, nó sẽ tái đi tái lại, tái đi tái lại. Nó nếu mà chúng ta lấy được cái suvit này thì tốt, còn không á, thì cố gắng tiếp ha. Diễn tiến không giảm đau sau 2 tuần điều trị, 2 tuần điều trị thường là hết đau, hoặc là các anh chị làm giảm đau liền trong lúc đó thì hoặc là nó bớt dần dần ha, thì chúng ta có thể giữ được. Còn các anh chị cho thuốc mà thấy bệnh nhân không ổn thì thôi chuyển. Đó là như vậy. Thông thường là phải giảm đau trong 2 tuần, chắc chắn là phải giảm đau thôi. Sỏi trên thận đơn độc, một thận thì thôi đừng có giữ, thường nó hay tắc nghẽn lắm đó. Thì mình sẽ chuyển ngoại khoa. Và ngoại thì họ làm gì? Họ sẽ nội soi niệu quản hoặc là tán sỏi ngoài cơ thể. Câu này người ta hay hỏi các anh chị lắm, bây giờ tôi có sỏi nè, ông ngoại khoa ông làm gì? Thì cái câu trả lời là hoặc là ông nội soi, ông gấp cái sỏi, hay là ông tán sỏi. Thì giờ cái người ta hỏi các anh chị tiếp, vậy thì thường đó là cái nào tốt bác sĩ? Tán hay là nội soi? Thì cái câu trả lời các anh chị nên trả lời cho họ là gì? Nó tùy kinh nghiệm của mỗi bác sĩ ngoại khoa. Tùy cái dụng cụ có từng nơi, thí dụ như chỗ đó người ta có khả năng nội soi thì người ta sẽ nội soi, hoặc là người ta chỉ có cái máy tán sỏi thì người ta sẽ máy tán sỏi, nghĩa là ăn thua ông bác sĩ ngoại khoa đó. Nó tùy cái kích thước, thành phần và độ cứng của sỏi nữa. Đó là những câu các anh chị có thể trả lời cho bệnh nhân đó. Tôi bị hỏi hoài à, cho nên tôi sợ quá, tôi phải soạn mấy cái bài này cho các anh chị. Có nghĩa là gì? Cái kích thước mà dưới 5 đó thì các anh chị thấy đâu cần đâu ha, trên 10 thì cần đó. Thành phần như nãy đó, chúng ta thấy đó, mỗi thứ nó có cái độ cứng, suvit thì nó không có bể được đâu. Và chúng ta sẽ thấy như sau. Tán sỏi nó cho kết quả tốt khi đường kính dưới 1 cm, lớn hơn tán không nổi đâu. Cái nếu mà có chỉ định á. Và khi mà cái vị trí nó ở niệu quản gần thì các anh chị tán tốt hơn, lý do là nội soi nó không có lên nổi phía trên, khó lên lắm. Cho nên mà nó nằm phía trên thì mình nên tán. Cái chỉ định này tùy ông ngoại khoa, nhưng ít ra mình cũng phải biết ông ngoại khoa ông quyết định dựa vô cái gì. Bệnh nhân không béo phì thì các anh chị tán tốt hơn. Bệnh nhân béo phì quá tán nổi đâu, tia siêu âm nó vô không có được đâu. Nó bệnh nhân ốm ốm gầy gầy thì là thành công, béo phì là không thành công đâu. Thành phần sỏi là suvit như nãy tôi nói các anh chị ha. Tán sỏi những cái thành phần calcium oxalate vân vân thì tán urat tán được. Nhưng mà nếu mà calcium oxalate nè, cysteine nè, các anh chị có tán cách mấy nó cũng không bể hết á. Nó cứng lắm, hiệu quả kém với tán sỏi. Đó là để cho kiến thức thôi, cái quyết định là ông ngoại khoa. Nhưng mà người ta sẽ hỏi các anh chị đó, khi tại sao ông tán sỏi mà ông không nội soi bác sĩ? Thì khi đó các anh chị biết trả lời ha. Thì khi nào mà có những cái điều kiện như vậy thì mấy ông ngoại khoa sẽ chọn cái tán hơn là nội soi mổ gấp cái sỏi. Đó là như vậy. Mổ hở ít lắm, ít có thực hiện lắm, ổng không có làm đâu. Trừ khi nào mà bệnh nặng mà thất bại này kia, bất thường đường niệu phức tạp thì khi đó mấy ổng mới mổ. Chứ bây giờ hai cái phương pháp bây giờ là bảo tồn mà, nghĩa là giữ mà không có xâm lấn nhiều mà, có nghĩa là nội soi và tán sỏi. Còn mổ giờ hiếm lắm, không có mổ nữa. Thì cái câu mà người ta mong muốn đó là trong mọi tình huống cố gắng giữ sỏi lại để phân tích. Ví dụ như chúng ta có tán hay gì đó thì cố gắng giữ cái cục sỏi. Các anh chị biết không? Bây giờ anh đi tán xong quăng mất cục sỏi, người ta cũng không có để ý đến đi tìm nguyên nhân. Rồi đến khi tái phát người ta lại tán tiếp nữa. Bây giờ cái vấn đề chính vì vậy mà tôi nghĩ cái lưu đồ này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong cái xử trí ban đầu ở tuyến cơ sở. Sỏi đường niệu có triệu chứng, các anh chị kiểm soát đau, các anh chị đánh giá có nhiễm trùng hay không nhiễm trùng. Nếu không nhiễm trùng, thông thường là không nhiễm trùng ha,
các anh chị sẽ đi về hướng này. Nếu có, nghĩa là bệnh nhân tiểu lắc nhắc này kia kia nọ, có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu thì đi về cái hướng này nhiều hơn. Nếu không có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, cái siêu âm sỏi trên 10mm có hay không? Nếu không, nghĩa là dưới 10mm, các anh chị đi về hướng này. Nếu trên, các anh chị đi về hướng này. Sỏi dưới 10mm, theo dõi, điều trị triệu chứng, lấy nước tiểu ra mình lọc, nếu có thể được. Mình hứng hứng ở trên cái bông gòn đó. Sỏi nó thoát được, được không? Được, hết đau, đánh giá lại và điều trị nguyên nhân. Chúng ta tầm soát nguyên nhân như nãy tôi nói, coi nó là loại gì để mình mới có thể dự phòng được. Các anh chị nhớ cái khúc này rất là quan trọng. Còn nếu trong trường hợp có dấu hiệu nhiễm trùng, có ha, thì là đau quá, điều trị nội khoa không được, nhập viện cái khi cũng không xử trí được, thì mấy ông ngoại khoa phải giải áp bằng cách đặt stent đó, hoặc là dẫn lưu thận đó, ra da vậy nè. Mấy đó là chuyện của mấy ổng. Còn đó là mình biết là mấy ổng sẽ làm gì thôi. Còn nếu các anh chị thấy cái sỏi mà trên 10 á, các anh chị biết là khó rồi nha. Lý do là người ta nói đường kính sỏi càng lớn, cái việc mà nó tự thoát nó càng khó. Cho nên khi đó nên chuyển ý kiến ngoại khoa đi. Thì khi đó ngoại khoa họ sẽ theo dõi tiếp, họ coi coi có nên tán hay không, hay là nội soi để gấp hay không. Khi đó ngoại khoa sẽ đánh giá tiếp. Nhưng mà mình á, thì thôi chắc ăn á, thì mình hỏi ý kiến ngoại khoa lúc này đi. Đó là cái bước đồ mình đi như vậy đi các anh chị, cho nó chắc ăn cho mình. Và các anh chị thấy gì, ngoại khoa đó họ có tán cái gì á, họ có gấp được á, thì bắt buộc họ cũng phải đánh giá và điều trị nguyên nhân. Mà cái khúc mà điều trị nguyên nhân là cái mà từ trước đến giờ tất cả các nơi hầu như người ta không quan tâm. Các bác sĩ nội khoa điều trị xong á, thì cũng thôi thì vậy uống nước vậy đi, vậy đi nó hết. Ít khi người ta quan tâm đến cái nguyên nhân để mà dự phòng đừng tái phát. Tương tự đối với ngoại khoa cũng vậy. Tôi thấy ít khi bác sĩ ngoại khoa chịu khó mà đi tìm nguyên nhân để mà dự phòng cho bệnh nhân đừng bị tái phát. Cứ lần sau bị nữa, tán nữa, nó cứ tán hoài, nó như vậy. Nhưng mà đâu có biết là nếu chúng ta đi tìm được nguyên nhân thì chúng ta có thể ngừa được hết tất cả, ngay cả ngừa được hình thành sỏi luôn đó các anh chị. Dự phòng tái phát hoặc là dự phòng sỏi thì chúng ta làm gì? Nếu mà bị sỏi rồi á, thì nguy cơ tái phát 30-65%, các anh chị thấy rất là nhiều ha. Do đó mà cần giáo dục về việc tăng lượng nhập, coi chừng việc tăng cái lượng nhập qua thức ăn và nước uống ha. Chúng ta sẽ giáo dục sức khỏe cái phần này. Điều trị dự phòng dựa vào cái nguyên nhân. Đầu tiên, dự phòng cung cấp nhiều nước như tôi nói với các anh chị ha, nhằm đạt lượng nước tiểu 24 giờ. Các anh chị nhớ nước tiểu chứ không phải là lượng nhập vô. Có những cái tiêu chuẩn đối với trẻ con thì như vậy. Các anh chị không cần nhớ nhiều đâu, chúng ta biết là phải dựa vô lượng nước tiểu và bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuổi đó, nó có cái chuẩn của nó là như vậy. Và kế đến chế độ ăn, điều chỉnh chế độ ăn, nước nhiều nhất ha, sau đó chế độ ăn. Thì khi mà chúng ta thấy chủ yếu nó là tăng canxi niệu á, thì các anh chị bằng mọi cách giảm lượng muối, các chị không cho muối trong thức ăn luôn đó. Calcium thì sao? Cung cấp theo khuyến cáo của RDA, cái Recommended Dietary Allowance. Cái khuyến cáo này chúng tôi theo rất là chặt các anh chị. Thì theo lứa tuổi, chúng ta không giảm lượng canxi đưa vô, cho dù cái đó đứa trẻ vẫn có tăng canxi. Chúng ta phải đảm bảo cho đứa trẻ lớn lên bằng cách vẫn cho theo cái nhu cầu. Đây là cái nhu cầu bình thường thôi. Đây là cái nhu cầu nó cần thiết để mà nó lớn lên. Do đó không có giảm canxi mà là theo cái nhu cầu. Nhưng chúng ta tránh bổ sung vitamin D. Trong trường hợp tăng canxi niệu, tránh bổ sung vitamin D. Đó là như vậy. Và đồng thời chúng ta nên cho ăn nhiều cái chất có potassium, như là rau quả, trái cây tươi vân vân là tốt quá các anh chị. Nó tránh được cái tăng canxi niệu nếu mà có rau quả, trái cây tươi. Và chúng ta tham khảo thành phần canxi trong thức ăn. Cái này quan trọng lắm các anh chị. Đối với người lớn theo tôi, các anh chị cũng làm giống y chang vậy đó. Tham khảo thành phần canxi trong thức ăn. Điều này rất là quan trọng là tại vì sao? Mình thấy là cái nhu cầu của nó bao nhiêu đó ha. Nhưng mà hồi đó giờ như nãy tôi nói các anh chị, mình là bậc cha mẹ nữa, mình cứ muốn con mình nó uống sữa nhiều, mình muốn canxi nhiều cho nó cao, nó lớn, nó này kia đủ thứ hết. Nhưng mà vô hình dung mình tạo sỏi cho nó.
một ly sữa 240 ml có 300 mg canxi, một hũ da ua, một hộp da ua 250 mg canxi, sữa đậu nành 435 mg canxi, sữa đậu nành mà có bổ sung canxi á, phô mát miếng mà mình lát mình ăn vậy ha, là nhiều các anh chị, 195 đến 335 mg canxi, nhiều nhiều chứ ha. Cứ chút nữa chúng ta sẽ coi cái thành phần nè, 1 đến 3 tuổi nó có 500 mg à, cái đứa 4 đến 8 tuổi nó 800 à, cái đứa lớn thì nó 1.300. Mà thí dụ như tôi lấy thí dụ đi, một đứa 1 đến 3 tuổi 500 mg, mà cái thành phần mà mình cho ăn á, mình không để ý á, mình cung cấp nó quá nhiều. Kem nè, nó ăn kem nè, cứ một cúp là 250 ml ha, nửa cúp là 100 mg canxi. Các anh chị thấy sữa đậu nành nhiều lắm, 300. Rau quả sẫm màu tới bên nhiêu đây, cái hạt hạnh nhân nhiều lắm các anh chị, hạt hạnh nhân nó almonds á, nước ngoài hay về tặng mình mấy cái hộp đó, ăn vô canxi nhiều lắm. Nước cam mấy đứa nhỏ uống á, 80 ml, 60 mg canxi. Nói tóm lại á, cái thành phần để mình biết ha, cái khi mình tống vô nhiều quá mình không biết đó là như vậy. Và đối với đứa trẻ bị tăng canxi, tôi nhắc lại cái hướng của chúng ta điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, giảm lượng muối, cung cấp đúng tiêu chuẩn thôi, không bổ sung vitamin D, cho nó ăn rau quả thiệt nhiều, tham khảo thành phần canxi trong thức ăn. Câu hỏi lượng giá tiếp ha. Và các anh chị thấy gì, cho dù cái sỏi của mình là tăng canxi chăng nữa, hoặc là mình phát hiện đó là tăng canxi, điều trị ban đầu vẫn là điều chỉnh dinh dưỡng chứ không dùng thuốc đó. Cho nên đây là vai trò của chúng ta đó các anh chị, đâu phải lúc nào nó cũng đau rầm rầm để nó đi vô bệnh viện đâu. Đôi lúc các anh chị thấy cái sỏi các anh chị làm xét nghiệm được mà, ở bệnh viện mình làm được hết, bệnh viện quận hoặc là nó cầm xét nghiệm lại nó đưa cho các anh chị, thì điều chỉnh dinh dưỡng như nãy tôi trình bày trước khi dùng thuốc. Chừng khi nào mình mới dùng thuốc, làm những biện pháp trên đây 3 đến 6 tháng, sau đó thử lại canxi niệu vẫn còn cao thì khi đó mới dùng thuốc, chứ không có nhà vô mình cho thuốc liền đâu. Biện pháp dinh dưỡng đủ để giải quyết cái sỏi do canxi rồi đó. Cho nên là cái nhiệm vụ của chúng ta nó nếu chúng ta lưu ý được những điểm đó, các anh chị làm được hết á. Mà cái lĩnh vực này đôi lúc chúng ta sợ là chúng ta cứ tưởng là của chuyên khoa không à, đâu có, mấy ông chuyên khoa mới là mệt đó chứ. Tôi thấy ngoại khoa tán sỏi không á, là cứ thả bệnh nhân cả lúng đó, không có lời khuyên, cũng không có cái đi tìm nguyên nhân gì trọi trơn, rồi cái nó lại bị tiếp rồi lại tán tiếp đó. Nếu bác sĩ gia đình mình lưu ý đi tìm nguyên nhân dự phòng thì bệnh nhân sẽ đỡ phải khổ sở. Đối với bệnh nền, như nãy tôi nói, các anh chị điều chỉnh dinh dưỡng 3 đến 6 tháng sau á, mà nó vẫn còn tăng canxi niệu, dễ lắm, mình lấy một mẫu mình thử thôi, nó đâu có gì đâu, nó đâu có khó khăn, mẫu nước tiểu á. Nếu vẫn còn thì khi đó phối hợp, nếu mà là canxi trong nước tiểu thì các anh chị sẽ cho Chiazid liều uống. Nếu mà là sạn oxalat thì khi đó các anh chị sẽ tránh hết những cái thức ăn có oxalat, tránh vitamin C, nước chanh, củ cải đỏ, dâu tây, trái khế, trà, cacao, tiêu, sô-cô-la, ngò tây, rau bina, tất cả những cái hạt. Nếu mà là citrate, acid uric trong nước tiểu, cystinose hiếm hơn nhưng mà tôi cứ để, thì khi đó các anh chị sẽ dùng thêm thuốc potassium citrate hoặc là potassium carbonate. Nó có một bọc thuốc gì nè, mình về mình pha cho bệnh nhân uống thôi, giống như cái bột vậy đó, chứ không có gì hết. Hoặc là viên, mình có thể cho bệnh nhân uống được. Và nếu có nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì chúng ta điều trị nhiễm khuẩn. Điều này muốn nói với các anh chị là gì? Thuốc chỉ bổ sung sau khi chế độ dinh dưỡng mình làm tốt mà nó vẫn còn tăng canxi, hoặc là nó vẫn còn những cái bất thường của oxalat chẳng hạn. Và những cái chế độ ăn đó thì bệnh nhân họ sẽ hỏi chúng ta đó, thì khi đó chúng ta biết đưa cho bệnh nhân cái danh sách những cái chế độ ăn cần phải tránh, nhất là trong cái oxalat, nếu mà sạn đó là sạn oxalat. Còn như tăng canxi là nguyên cả cái phác đồ nãy tôi đã nói rồi đó.
Thì khi đó như vậy. Đó, đối với cái bệnh nền của bệnh nhân là như vậy. Dự phòng tái phát. Còn giờ mình theo dõi thì mình theo dõi dựa vào gì? Các anh chị làm siêu âm thôi ha. Phát hiện sỏi mới hoặc là tăng kích thước của sỏi đã có. Các anh chị đâu có phải chuyển ông ngoại khoa liền đâu. Mới đây tôi có một bệnh nhân cũng vậy. Trước đó sỏi 9mm, chưa tới 1cm đó. Rồi sau đó điều trị hết, bệnh nhân bình thường hoàn toàn. Làm lại cái siêu âm, cái sỏi nó còn 5mm. Nó tự động nó nhỏ lại các anh chị. Nước nó tống đi, nó tự động nó nhỏ lại. Rõ ràng là siêu âm đâu có quyết định gì đâu, đâu có tán sỏi, đâu có gửi ông ngoại khoa để làm gì. Do đó mà nếu mình có những cái kiến thức đó, mình sẽ ít có gửi chuyên khoa hơn. Mà khi đó bệnh nhân sẽ đỡ phải đừng làm phiền bệnh nhân đó, mình đỡ giúp cho bệnh nhân nhiều hơn. Thì cái siêu âm là cái mà chúng ta nếu muốn theo dõi thì nên chỉ định siêu âm. Đây là câu lượng giá tím ha, nãy giờ nó nằm đây. Và các anh chị có thể làm thêm những cái xét nghiệm sinh hóa, thí dụ như là canxi niệu chẳng hạn, khai ác mấy cái đó, để thí dụ oxalat niệu nếu mà là sạn oxalat, để các anh chị theo dõi tiếp vậy thôi, chứ nó không có khó trong cái vấn đề theo dõi bệnh nhân. Còn lại thì là những cái các anh chị có thể tham khảo những cái công thức chuyển đổi ha, tôi để trong cái file cho các anh chị. Trị số của người lớn, tại vì ở đây đôi lúc các anh chị sẽ xử trí cái sỏi ở người lớn. Và khi mà đây là cái nhu cầu ở trẻ con ha, tôi để cho các anh chị cái cung cấp calcium của trẻ con cho đến 19 tuổi ha. Và ở đây là cái mới mà tôi muốn đưa cho các anh chị, đó là cái nhu cầu vitamin D ở trẻ con. Ngày hôm nay chúng ta cho bao nhiêu là đúng, rất là nhiều bàn cãi. Bác sĩ dinh dưỡng cho một đống như vậy, bác sĩ nhi cho một đống như vậy, thì đây là cái khuyến cáo gần nhất trong lĩnh vực cho vitamin D ở trẻ con. Các anh chị tham khảo. Cái khuyến cáo này đã được những cái hội đồng ở nước ngoài bây giờ người ta chấp nhận cho đến ngày hôm nay, cho đến năm nay. Đó. Nhũ nhi bú mẹ 1000-1200 dưới 18 tháng dùng sữa có bổ sung, nếu mà có vitamin D thì bao nhiêu đây thôi. Không bổ sung sữa thì bao nhiêu đây. Với điều kiện đứa trẻ không có được phơi nắng. Nếu mà chúng ta phơi nắng đầy đủ thì không cần thiết. Tại vì sao? Cái này cũng là cái lĩnh vực mà người ta hay hỏi. Nếu đứa nhỏ mà mỗi ngày các anh chị cho nó phơi nắng khoảng nửa tiếng nắng buổi sáng, nếu được thì các anh chị không cần cung cấp vitamin D. Tại sao tôi để cái bảng này? Tại vì một số bà mẹ đến, bác sĩ ơi nhà em làm gì có cái cửa sổ mà nắng chiều không mà bác sĩ ơi, không có nắng sáng, người ta cũng đâu phơi được con người ta. Có nghĩa là đứa nhỏ vẫn không có được vitamin D nếu không có tiếp xúc được với ánh nắng. Thì như vậy đó các anh chị, những cái kiến thức gần đây phụ nữ mình nè, các anh chị ơi, đi ra nắng sợ nắng gần chết, trong đó có tôi, che kín mít tùm lum hết, che kín càng kín sình sợ nắng mà. Vô hình dung mình thiếu vitamin D rất là dữ đó. Mình là trong cái nhóm yếu tố nguy cơ. Khi tôi soạn bài này tôi thấy tôi biết tôi trong nhóm yếu tố nguy cơ là tại vì mình không có đi ra nắng. Còn nếu mình chạy tưng ngoài nắng thì mình không có cần vitamin D. Đó là như vậy. Đây là những cái tài liệu tham khảo của cái bài này. Đó, thì cái bài báo cáo của tôi đến đây ngưng. Cái chỗ mà tôi rất muốn nói với các anh chị là các anh chị làm được hết. Khi mà cái bài này các anh chị thấy nó đơn giản, tôi cố gắng đơn giản nó nhất để các anh chị có thể trả lời được với một số bệnh nhân người ta hỏi các anh chị. Và trước khi trình bày, tại vì tôi trình bày cái bài cho trẻ em, tôi đã tham khảo luôn cái phần up to date của người lớn để cho có thể nói với các anh chị rằng là nó không khác đó các anh chị. Nó không khác ở người lớn đâu, nó không khác. Nó cũng giống tương tự. Cho nên chúng ta đừng ngại, miễn là cái khác đó là cái trị số bình thường của người lớn và trẻ con và cái liều thuốc, đó là cái phần mà khác. Cơ chế, nhưng mà người lớn thì như nãy tôi nói, nguyên nhân dinh dưỡng nha, tiểu đường nè, bệnh gút nè, đó, nhiều à nha, khác, nó khác chỗ đó. Cái lưu đồ của người lớn
y chang luôn. Nhưng người lớn người ta đã thử nghiệm được một cái loại thuốc để tống cái sỏi ra nhanh hơn, đó là dùng alpha blocker, nhóm alpha blocker á, thuốc giảm huyết áp á, hoặc là nifedipine nè. Trong cái phác đồ của người lớn, các anh chị có thể dùng những cái loại thuốc giảm huyết áp để mà tống cái sỏi ra nhiều hơn. Ở trẻ con tôi không để, là tại vì chưa được thử nghiệm và chưa được cho phép ở trẻ con. Đến một ngày nào đó được cho phép thì khi đó sẽ để vào. Và thường thì các anh chị biết á, người ta thử nghiệm người lớn trước, thấy ổn rồi á, lúc đó mới bắt đầu cho phép trẻ em. Lúc nào cũng vậy á, tất cả những cái thuốc trên thế giới này. Các anh chị có câu hỏi gì không? Mong rằng cái bài tôi cố gắng nói nó đơn giản những một cái vấn đề mà các anh chị rất là nghĩ rằng là của chuyên khoa, nhưng mà thực ra nó không phải của chuyên khoa, mà chúng ta giải quyết được nhiều. Xin các anh chị có câu hỏi mời em. Cái bệnh đã có được cái tinh thể của sỏi thì mình gọi vào cái phòng xét nghiệm nào, cho cái thành phố này để ta lên cho mình cái thành phần. Cái câu thứ hai là em hỏi một chút về người lớn. Ví dụ như phụ nữ mà bị sỏi thận, nhưng mà mình không phân tích được cái sỏi đó thì mình sỏi thận nhưng không biến chứng, và thêm một cái bệnh phối hợp là loãng xương, thì mình sẽ điều trị người này như thế nào? Mình có được dùng nguyên cái liều điều trị loãng xương, ví dụ calcium với lại vitamin D, được tất cả các cái chất D khi phốt pho nát ở cái trường hợp này không? Như cái phòng xét nghiệm á, thì một số phòng xét nghiệm làm được ha. Ở Medic họ vẫn làm được cái tinh thể spirometry infrarouge. Một số phòng xét nghiệm của các trường đại học là làm được hết á em. Cái này dễ lắm, nhìn kính hiển vi nhìn thấy thôi chứ đâu có gì đâu. Nó cũng làm được hết á. Cho nên nếu có thể được thì chúng ta sẽ gửi một số nơi như vậy. Trong cái nãy cô thấy em nghe thấy cả up to date đó, em thấy hả, thực ra cái việc mà mình nói hứng cái cặn để mình đi xem á, đa số cũng khó. Ngay cả họ nói rằng là họ phải xử trí trong trường hợp là không biết cái sỏi đó là cái gì nữa mà unknown, không biết được cái sỏi đó là cái gì, cho nên cái lưu đồ người ta cứ cố gắng người ta bám như vậy thôi. Đó là như vậy, thì những phòng xét nghiệm đó em có thể đến những cái phòng xét nghiệm của trường đại học là chắc chắn là làm được đó. Và đối với phụ nữ loãng xương, cô không dám nói nhiều, lĩnh vực không phải của cô, của người lớn thì cô không có dám nói nhiều. Lĩnh vực của người lớn thì tất nhiên nếu em cứ phải dựa vào điều trị loãng xương, em bắt buộc em phải cung cấp canxi rồi, thì em coi cái nồng độ canxi trong nước tiểu của cái người đó nó có quá nhiều hay không. Thông thường nếu bệnh nhân đó không có vấn đề về sỏi, thông thường họ uống một lượng canxi thiệt nhiều như vậy, họ thiếu mà. Và mấy cái thuốc chống loãng xương á, em theo dõi cái canxi trong nước tiểu vậy thôi, theo dõi thiệt sát để cho họ uống nước càng nhiều càng tốt. Tất nhiên là điều trị loãng xương uống canxi nhiều quá bắt buộc phải uống nước càng nhiều càng tốt rồi, bắt buộc rồi nó. Và có những cái biện pháp theo dõi bằng cách lấy một mẫu nước tiểu và đo cái canxi trong nước tiểu. Và điều trị loãng xương bắt buộc em phải dùng cái phác đồ đó rồi, chỉ có một cái em hỗ trợ cho bệnh nhân bằng cách là uống nước nhiều vô, nếu mà là sỏi canxi ha, còn nếu mà oxalat thì em vô một cái chế độ ăn như nãy đã nói. Dạ, cô cho em hỏi. Em Bắc Trinh Minh ở Bắc Chi Đình của Gò Vấp. Dạ, em vừa có tư nhân và vừa có nhà nước. Cái bài của cô thì em đang lo lắng vì cũng nhờ cô chia sẻ kinh nghiệm đó. Thật sự thì ở phòng khám Bắc Chi Đình bên chúng em đó, thì cả công và tư luôn. Vì thật sự thì để một cái bệnh nhân đi mà có sỏi đến nó rất là hiếm. Có nghĩa là hiện tại thì ở bệnh phòng khám Bắc Chi Đình của bệnh viện đó, phía là người lớn tuổi, với lại là người lớn. Kế bên em là một cấp viên cũng cạnh tranh bệnh nhân dữ lắm, nên là có một bệnh nhân đến thì rất là quý, nhưng mà để mà bệnh nhân mà theo mình á, và theo những cái mà cô mong muốn đó là chăm sóc dự phòng á, cái sỏi đó em cũng nhờ cô chia sẻ kinh nghiệm là nếu bây giờ để tạo một cái niềm tin á cho khách hàng của mình hay là gia đình của bệnh nhân nhi để người ta theo mình đó cô, giống như mỗi chuyên khoa mới vậy đó, thì không biết là kinh nghiệm của cô thế nào. Kinh nghiệm của cô hả?
Thôi giờ mình cứ mấy cái bài nhi mình cố gắng mình học trước đi ha. Những cái bài gì nhi mình bám trước đi. Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi chung hay là em muốn nói cái sỏi này? Cái sỏi này thôi. Kinh nghiệm rộng quá à. Nếu mà em muốn quảng cáo cho phòng khám của em là khác rồi nha. Cái câu của em hơi rộng. Tại vì tụi cô cũng làm phòng khám nữa và cũng phải PR cho phòng khám của tụi cô nữa, cho nên cô có những cách của PR của cô. Nhưng mà thôi thì y học gia đình mình khi mà mình làm tốt á, người ta sẽ đến với mình. Cái đội ngũ mà các bác sĩ, tại em có phòng khám nhi nó cạnh tranh em đứng kế bên, giờ cô thấy cũng hơi khó. Nhưng mà nếu y học, cái bài mà không biết là tất cả các quý vị có theo dõi hay không đó, trong cái lĩnh vực y học gia đình của mình đó, thì đa số cái bệnh nhân nhi của mình á là chiếm sau bệnh nhân già tuổi thôi, chứ đa số là bệnh nhân nhi nha. Và kế đến đó mới là bệnh nhân lớn tuổi. Rồi cái trung cỡ mình là đến y học gia đình ít lắm, người ta đã thống kê trên thế giới là như vậy, cho nên cái bệnh nhân nhi thực ra đến y học gia đình nhiều lắm đó, là như vậy. Cho nên đối với sỏi thì em cứ bệnh nhân có đau bụng thì em khám theo dõi phòng không á. Nếu mà trong y học gia đình á, theo cô á, nếu mà em theo dõi trong gia đình có ai bị sỏi chẳng hạn ha, thì em cứ nói trời chúng tôi có những cái bí quyết hay lắm, dự phòng cho con bà nè, đem lấy lại đi, tôi tầm soát sớm cho ha, theo dõi sớm đó, em chỉ cần làm mấy nước tiểu em thử thôi. Là tại vì này, cô nói á, là đôi lúc á, là nó nằm ở trong cái chế độ ăn, người ta không biết. Hoặc là trong gia đình họ có bị sỏi thì nó cũng coi chừng nó là một phần những cái rối loạn chuyển hóa trong gia đình cũng có thể bị, đứa nhỏ cũng có thể bị. Thì em cứ PR bằng cách rằng là chúng tôi đã được huấn luyện trong cái lĩnh vực này, nhất là khi mà trong gia đình có người bị sỏi. Thì em có thể nói rằng là đối với nhi thì đến tầm soát đi, chúng tôi có đủ khả năng để tầm soát nói được và dự phòng nếu có thể được cho con em của ông bà. Thì tất nhiên khi mà mình làm gì tốt, mình có cái uy tín là người ta cũng tìm đến em à. Tại người ta đi kế bên thấy bác sĩ Nhi á, cô nói thiệt á, mấy người gọi hỏi cô là bác sĩ Nhi không đó. Nó vậy đó. Mà nhiều các bác sĩ đây biết đó là gọi điện thoại ngay trước đó mà. Có nghĩa là cái gì? Là tại vì họ không có quan tâm nhiều đến vấn đề dự phòng. Họ không quan tâm nhiều đến cái vấn đề dinh dưỡng. Họ lo điều trị không à, họ lo điều trị quá nhiều. Thì chính vì cái đó mới là cái sức mạnh của mình đó. Mình biết giáo dục sức khỏe, mình cố gắng, mình tìm và mình nói chuyện với gia đình bệnh nhân mà mình giáo dục sức khỏe, thì đó là cái mà em sẽ thu hút được khách. Người ta đi đến em là người ta sẽ thấy à, bác sĩ này hay à, nói được như vậy hay à, người ta nghe em. Thì cách đó thôi, chứ cô nói thật bác sĩ Nhi không có làm được vậy đâu, cô xin lỗi. À, nói tiếp rồi, nếu em muốn nói vậy. Tại vì sao? Chính vì vậy mà cô mới làm cái bài này. Đây là một bệnh án nhi khoa. Thật luôn á. Xin lỗi các anh chị, chứ mà nếu tôi nói đến đây, tôi đành phải đưa cái bệnh án này lên, tại vì tôi thấy nó quá buồn. Một bệnh nhân 36 tháng đến từ Phú Yên, lý do tiểu đục. Bệnh cũ của Bệnh viện Nhi Đồng, tôi không dám nói ai. Chẩn đoán nhiễm trùng tiểu dưới 4 lần, tái phát 4 lần. 4 lần nha các anh chị, 4 lần. Lần thứ tư cách đây 1 tháng về nhà, thỉnh thoảng bé vẫn tiểu đục, không sốt, không đau gắt buốt, tái khám nước tiểu bạch cầu 3 cộng. Nhập viện, vô bệnh viện nha. Đây là tiền căn lâm sàng, tiền căn của bệnh nhân. Nói chung mẹ bị basdo. Rồi, thì các bác sĩ chỉ ghi nhận vậy thôi. Sau đó các bác sĩ làm xét nghiệm rất là nhiều. Đây là nằm trong bệnh viện nè các anh chị ha. Chụp bằng quang ngược dòng bình thường, siêu âm bình thường, ultrasound khai áp bình thường, xin phát phim. 2014 bệnh nhân bị chập tháng 6, tháng 9 bị lại nhiễm trùng E. coli. Chụp xạ hình DTPA bình thường, DMSA bình thường, không biết ra gì nữa. Đến tháng 11 bị lần thứ 3 cũng nhiễm trùng tiểu E. coli. Cái nước tiểu vẫn E-coli, nitrit đầy hết, bạch cầu đầy hết. Các bác sĩ làm một chập các xét nghiệm này bình thường.
này là bệnh án của các bác sĩ nha. Chụp bàng quang ngược dòng lần thứ hai bình thường, siêu âm bụng bình thường, đánh xe phích sim cho đến tháng 11 lần nữa lại bị nữa, và cho cái nitrofurantoin để dự phòng. Lần này nằm viện lần thứ 5, coi như là nhiễm trùng tiểu lần thứ 5. Cân nặng trừ 1, độ lệch chuẩn, chiều cao trừ 1. Nó uống kháng sinh nhiều quá nó lớn nổi. Tất cả những cái này bình thường. Hẹp bao quy đầu, quy đầu hơi đỏ, em bé mình 3 tuổi. Các cơ quan khác bình thường. Đây là bệnh án thật luôn á các anh chị, bệnh nhân thật luôn. Tóm lại, các bác sĩ tóm lại, 36 tháng tuổi, nhập viện vì tiểu đục. Các vấn đề toàn dòng, tiểu đục toàn dòng, hẹp bao quy đầu, nhiễm trùng tiểu tái phát 4 lần. Tất cả những cái xét nghiệm siêu âm DTPA, DMSA bình thường hết. Đó, các bác sĩ lúng túng. Và chẩn đoán là tái phát 5 lần hẹp bao quy đầu. Đến đây, sau đó nằm viện, làm lại hết xét nghiệm, ha? Các bác sĩ làm hết. Các bác sĩ làm hết, làm hết, làm hết, làm hết. Làm luôn cả creatinine niệu, creatinine máu, acid uric niệu, vân vân. Đánh luôn đến meropenem, đánh dữ dội lắm. Nghĩa là kháng sinh nào mạnh nhất là đánh hết rồi, không còn thua thiếu một cái gì hết á. Và làm đủ xét nghiệm nha, chuyên khoa mà, nó là chuyên khoa nè. Cô nói chuyên khoa luôn nữa, đúng chuyên khoa luôn nữa. Các bác sĩ làm creatinine niệu, canxi toàn phần niệu, vân vân, và cứ thế đánh meropenem, làm luôn cả UIV nữa. Làm hết. Chụp KUB thấy bóng sỏi niệu quản. Tới đây các bác sĩ chụp cái chụp bụng không sửa soạn thấy bóng sỏi niệu quản. Các anh chị, các bác sĩ thấy sao mà nhiễm trùng hoài, chắc là suy giảm miễn dịch quá. Làm test HIV bình thường, làm nguyên cả cái test suy giảm miễn dịch bẩm sinh bình thường. Chuyên khoa nha các anh chị, chuyên khoa nha, tôi vẫn tiếp. Tới đây thấy cái sỏi thì sao? Khám ngoại khoa. Ông ngoại xếp lịch mổ, rồi chích meropenem hết. Đây là một cái, rồi cái nên mổ, bệnh nhân mổ, sau đó tái phát, trở lại tiếp, lại vô cái dòng lẩn quẩn của sự tái phát nữa. Đây là bệnh nhân có thật. Thì giờ để rút kinh nghiệm cái bài này, nghĩa là làm sao? Đầu tiên các bác sĩ nói là nhiễm trùng tiểu, đầu tiên nghĩ đến một cái hẹp da quy đầu. Tôi nhắc lại, hẹp da quy đầu ở trẻ em nó vẫn là bình thường khi đứa nhỏ 3 tuổi. Đó là hẹp da quy đầu sinh lý. Đừng có quy vô cái hẹp da quy đầu mà nghĩ đến đó là nhiễm trùng tiểu. Đó là một cái đầu tiên để rút kinh nghiệm trong cái hồ sơ bệnh án này. Hồ sơ bệnh án này, cái thứ hai, đây là những xét nghiệm nha các anh chị. DMSA là xạ hình thận nè. Làm siêu âm mãi lúc mới thấy được cái sỏi. Các bác sĩ thấy được cái sỏi ở đó, mổ nè, 10mm mổ. Thì ông ngoại ông mổ đó. Rồi cái ông ngoại ông mổ sau đó nó tái phát, rồi cứ thế ông ngoại ông tán sỏi tiếp, vân vân và vân vân. Cuối cùng là gì các anh chị? Này là cái chụp bàng quang ngược dòng của các bác sĩ làm hết á, UV cũng làm luôn, không thấy gì trọi trơn á. Đó, thì khi đây mấy ông chụp cái chụp bụng không sửa soạn thì ông mới thấy được cái bóng sỏi ở tiểu khung. Ông thấy được một cái bóng sỏi và không nghi nhận gì hết. Thì các vấn đề là cái gì, chẩn đoán là gì, có phải đúng là như vậy? Đúng là nó là sỏi thiệt đó, nhưng mà tại sao vậy? Tái phát 5 lần, sỏi niệu quản phải cản quang, thấy luôn mà trên KUB. Và bắt đầu trên siêu âm thấy cái sẹo thận bắt đầu nữa rồi. Có sẹo thận luôn nữa rồi, nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại, sẹo thận. Mà các anh chị biết sẹo về sau này là gì? Là suy thận mãn. Cái thận mà nó có bị sẹo rồi á, về sau này nó diễn tiến đến suy thận mãn rất là cao ha. Nghĩa là bệnh nhân này là lãnh hết nè. Mà tôi nói là chuyên khoa nha các anh chị. Rồi tiếp. Chỉ có cái phân tích tiếp, khi mà các em trình cái bệnh này á, phân tích tiếp. Creatinine niệu, creatinine máu, các em không để ý đến trị số bình thường. Có làm hết á, nhưng mà không chịu so với cái bảng. Như nãy tôi nói khổ ghê, cái bảng hồi nãy mình cho rồi. Thì đối với cái acid uric á, thì đúng là bình thường. Tại vì acid uric của bệnh nhân, nếu mình tính ra của bệnh nhân là 0.0003, bình thường ha, bình thường dưới 0.56, bình thường. Nhưng nếu các anh chị lấy cái canxi trên creat niệu và canxi niệu toàn phần, đây của bệnh nhân, canxi trên creat 7.5, bình thường dưới 0.2.
canxi trên khởi áp niệu, nếu mà tính milimol dưới 0,5 của bệnh nhân 21,6. Nghĩa là gì? Mình có làm đó, nhưng mình không có so với cái bình thường. Mình đứng kế bên, mình không biết, vẫn chỉ định chuyên khoa nè. Cô nói cái bệnh án này bệnh chỉ định chuyên khoa luôn đó. Mình đứng kế bên, bệnh nhân này có tăng canxi niệu, rõ luôn nè. Nếu em cứ lấy cái chuẩn, nãy cô nói các em cứ lấy cái chuẩn, chừng nào mà nó ra khỏi cái chuẩn, nó là nó đó, dễ lắm, chẩn đoán nó là nó đó, không có đi đâu xa. Đó, em thấy, nó nằm chỗ này nè. Chuyên khoa họ quên mất cái chuẩn, họ có làm mà họ không chịu đọc kết quả. Và cuối cùng là cô muốn nói gì, ông ngoại cũng không chịu đi tìm nguyên nhân, cứ thế mà tán đứa nhỏ này, tán sỏi á. Và cứ thế nó tái đi tái lại, rất là đáng buồn, nó bị sẹo thận, sau đó em biết là suy thận mãn rất là cao. Thì trong những cái bài này, nếu em quay lại cái nãy giờ cô nói, bà mẹ bị bazodo, bà mẹ bị bazodo không ai quan tâm hết trong cái hỏi bệnh sử của em bé này. Mà nãy em nói gì, nãy cô nói trong nhóm tăng canxi coi chừng ha, trong nhóm tăng có những bệnh nội tiết, nãy cô nói nhấn mạnh chỗ đó, coi chừng có bệnh nội tiết. Mẹ này rõ ràng bị bazodo, bà mẹ bị bazodo, người ta cũng đứng kế bên luôn cái bazodo của bà mẹ, và trong cái bazodo nó có tăng tiêu xương, nó có tăng canxi niệu nó trong cái khúc đó. Thì đối với một cái bài như vậy, em bé mình nó có sỏi cản quang, em thấy hả, nãy lúc đó mình chụp mình thấy sỏi cản quang nó xuất hiện đó, nó là cái sỏi canxi nè trong nhóm này, còn cái sỏi còn lại nó không có cản quang. Đối với rút kinh nghiệm của em bé này là như vậy, nó có sỏi cản quang. Những công thức chuyển đổi thì mình cố gắng mình chuyển đổi, nếu mình cái phòng xét nghiệm nó cho mình cái dạng gì đó. Thì để cô muốn nói với em là gì, nếu mà em học được tốt, em làm được tốt cái gì học gia đình, em giỏi hơn chuyên khoa nữa đó. Và cô mới nói cái bệnh án này là bệnh án chuyên khoa nè, và bác sĩ chuyên khoa chính bị con bị sỏi gọi điện thoại cho cô mà. Rồi cô mới gửi cái bài này về, đọc bài này đi, rồi sau đó người ta mới xử trí con của họ, được không các em? Vấn đề là ăn thua mình có kiến thức tốt là người ta đến với mình nè, mà mình tạo được niềm tin rằng mình đi tìm nguyên nhân, điều trị nguyên nhân, dự phòng là cái đó là cái tốt nhất. Để trả lời câu của em hơi khó, câu của em khó quá. Khám gì em hả? Hả? À, lâm sàng. À, khám thính lực. Trong một số những cái bệnh di truyền nó có điếc tai. Nãy cô nói trong cái tăng canxi niệu á, ba nhóm em nhớ ha, đầu tiên là vô căn, thứ hai là do chế độ ăn không có đúng cách, thuốc men này đủ thứ hết. Cái nhóm thứ ba là di truyền. Cái điếc tai á, khám thính lực của đứa nhỏ á, thường liên quan đến một bệnh lý di truyền. Rồi. Thì coi chừng nếu mà em có để ý đến chút mấy cái kia, em thấy nó làm tốt lắm, nó dinh dưỡng nó tốt lắm, em không có tìm ra được, coi chừng nó là một trong cái bệnh di truyền, nhưng mà hiếm lắm cái điếc tai. Cô lại cho em hỏi, em hay làm cái sơ sinh đó cô, thì cái sơ sinh nó rất là nhiều đứa, nó không có cái gì hết mà ra nó đi tiểu cao. Em thấy nhiều đứa, nhất là con trai á, đi tiểu cao xong rồi một hai tuần thì nhà bảo là hết rồi, thì với những đứa bé mà mình phát hiện được bé như vậy thì mình cần theo dõi gì, theo dõi lâu lâu, cần kiểm tra gì là xuất hiện. Ừ, chính vì vậy em thấy ha, chính em làm sơ sinh em thấy đó, trước khi cô còn trẻ đó, bệnh nhân đến xách cái tả với nước tiểu cam, lúc đó cô không biết nó là cái gì, cô lúng túng như vậy, theo dõi tiếp đi, cô cũng không biết nó là cái gì. Nhưng về sau này với kinh nghiệm mình mới biết đó là coi chừng nó là urat. Thì tất nhiên lúc sơ sinh em sẽ thấy nó hết nè, bệnh nhân bú vô, bú nhiều vô cái nó loãng nó hết, nó đi về. Rồi sau đó nó quá trình nó hình thành hồi nào mình đã bỏ lúng nó rồi. Về sau này em đâu theo dõi đứa bé sơ sinh đó về sau này. Cho nên chính vì những cái đó nó là bất thường, nó đi tiểu cam cam, với điều kiện nó đừng uống một số thuốc ha, hoặc là nó bú mẹ mà bà mẹ đang uống mấy cái loại thuốc mà nước tiểu màu cam á, thì phải tránh rifampicin chẳng hạn, nước tiểu màu cam á, thì mấy cái đó em phải hỏi em loại bỏ ha. Hoặc là bà mẹ đang cho con bú mà ăn củ dền nhiều quá đó, với đứa nhỏ nó dính nước tiểu nó cũng hơi màu cam á, em tưởng là màu cam. Nhưng mà nếu mình đã loại hết mấy cái chuyện mà thuốc nè, củ dền nè, những cái trái cây mà bà mẹ bú sữa, đứa nhỏ bú sữa mẹ mà mẹ có ăn những cái loại đó, thì em nghi ngờ, em loại hết rồi sao em không có tìm ra được, thì coi chừng em theo dõi đứa nhỏ tiếp thôi.
em đừng bỏ lúng nó, em đừng bỏ lúng, lớn lên nó lâu lâu em làm thử cái urat nước tiểu ha. Tất nhiên là canxi urat luôn, em thử cho nó. Tại vì sao? Trong cái quá trình nó hình thành, đến khi đến lớn nó mới xì ra cái sỏi mà. Nãy cô nói á, đa số người lớn không mà, cái quá trình nó lâu lắm, hiếm khi nào á, trừ một số bệnh di truyền, nó phát hiện sỏi sớm đó. Còn nếu người sau này mấy cái chuyển hóa nó từ từ nó xì ra người lớn không mà. Nít nó ít lắm, có nhưng mà ít. Nít vẫn có nhưng mà ít, nó là như vậy. Cái, em thấy cái màu cam đó, em hãy lưu ý, đừng coi thường nó, nó là như vậy. Trong trường hợp đó thì mình giải thích cho phụ huynh cho nên nhiều người cũng rất là lo lắng tại vì ta sợ là máu giống như thấy là màu cam. Thì em giải thích chứ phụ huynh đầu tiên là em hỏi bà mẹ có uống gì không ha, thuốc ha. Cái thứ hai có ăn những cái gì có màu hay không ha. Có nhiều khúc bà ăn bà ngậm mấy cục kẹo màu bây giờ nó cũng màu dữ lắm á, nhiều thứ màu lắm á, em phải loại bỏ hết cái nhóm đó. Có nghĩa là có những cái thứ mà cho cái màu nước tiểu nó bị sai lệch á, đó. Xong xuôi rồi em nói thôi giờ theo dõi tiếp. Em theo dõi bà mẹ tiếp ngay trong bệnh, ví dụ như là sơ sinh nằm bệnh viện em lấy mẫu nước tiểu đi, một mẫu thôi, em thử axit uric cho nó. Rồi em theo dõi vậy thôi. Em theo dõi cho nó. Dặn bà mẹ là nếu mà về sau này vẫn cứ thấy nó có vấn đề mà đi tiểu màu cam cam ha, hoặc là thấy nó có gì á, thì thử nước tiểu lại. Theo cô á, em nên làm cái động tác em thử nước tiểu, lấy một mẫu nước tiểu và thử trước một bệnh cảnh mà em đã loại hết là do chế độ ăn. Thứ hai là câu hỏi tại vì đứa bé sau 1 tuổi á, em hỏi nhẹ nhàng nhưng mà bé nó không có bị gì hết, nó bình thường phát triển rất là tốt. Bây giờ mình có nên nói là phải giảm sữa này này nọ mà đem cái vật gì đó ra để áp đặt cho mẹ đó không? Tất nhiên là không phải ai cũng bị sỏi ha. Cái sỏi nó là chuyển hóa mà. Chuyển hóa thì giờ em biết là thế giới bây giờ người ta chứng minh những bệnh lý chuyển hóa nó mang cái yếu tố gen nhiều. Nghĩa là người nào có thể uống 1 lít, rồi kia uống 1 lít mà không bị, người này uống 1 lít mà có thể bị. Nhưng mà mình không nói được cái gen của mỗi người, cái hấp thu của mỗi người nó khác nhau. Thì trong cái trường hợp mà guidelines mới nhất ha em ha, up to date luôn, 2016 luôn. Đối nãy cô có nói, đối với một đứa trẻ trên 1 tuổi, giới hạn sữa đưa vào dưới 600ml một ngày. Đó là guideline luôn rồi. Lý do tại sao? Không phải chỉ có canxi mà thôi. Người ta đã chứng minh rằng là khi mà em cho đứa nhỏ uống sữa nhiều quá, nó thiếu chất sắt. Sắt ở trong cái sữa đó, nó không đủ. Sắt nó phải từ đạm động vật. Nó phải từ đạm động vật. Nghĩa là em phải cho nó ăn thịt, cá, trứng. Ngoài ra ngũ cốc có bổ sung thêm sắt thì được. Đó. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là cho uống sữa nhiều là tốt, không? Guideline mới luôn ha. Đó cô mới nói đó, không phải chỉ có canxi thôi mà em phải bổ sung sắt nữa. Mà nếu em chỉ cái chầm vô cái sữa không á là em thiếu chất sắt cho đứa nhỏ à nha. Cho nên mình mạnh dạn nói với bà mẹ không được như vậy. Guideline nó cũng mới, cô mới vừa đưa vô bài giảng chừng năm trở lại. Trước đây cô không có đưa vô bài giảng cái khúc đó. Nếu mà ai có học mấy cái bài giảng của cô sẽ thấy cô đổi cái nhóm này học xuyên lắm nè. Cô đổi cái điều trị của cô rất là nhiều trong cái mấy cái chăm sóc, nhất là thiếu máu thiếu sắt trẻ con, những cái lĩnh vực này, những cái mới, nó mới lắm em. Nó đó là như vậy thôi. Chính như vậy mà mọi người ngồi đây là cả một sự can đảm của một buổi chiều thứ sáu. Mà cái việc cập nhật kiến thức vẫn là quan trọng. Bác sĩ gia đình mình có kiến thức tốt là chắc chắn là mình sẽ ngon hơn chuyên khoa. Các anh chị ơi, chuyên khoa không chắc đâu. Nãy đó, cái ca lâm sàng hồi nãy tôi nói thiệt với các bác sĩ, đó là ca thật mới xảy ra mà chuyên khoa đầu ngành luôn ấy nha. Nó là như vậy đó. Chính vì vậy mà mình có những kiến thức mình sẽ xử trí khác. Các anh chị còn câu hỏi gì nữa không? Nãy mấy giờ rồi? 5:15. Bây giờ mình làm ấy chứ ha, mình còn nộp bài kiểm tra và lấy phiếu, lấy giấy chứng nhận. Ai có học online thì cái bài này đã đưa lên online ha các anh chị ha.
đề tài rất là thú vị. Cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Thần Nhi Bộng Nghiệp đã về và trình bày của phó giáo sư để giúp cho chúng ta có những cái kiến thức rộng hơn, bao quát hơn trong chẩn đoán, điều trị và quan trọng hơn hết là những con sỏi đường ruột của trẻ em.